Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sunlum TV nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt tại một cái khu này, nó là khu kiểu như là như các bạn nhìn đây, nó là một khu nơi rất là cổ rồi, mà nơi này thì nó kiểu như là một cái lâu đài của một vị gọi là Hoàng A Tưởng các bạn ạ. Đây là một người con và một vị vua là phải nói theo như cái thời Pháp thuộc ngày xưa ấy, thì kiểu như là dạng vua chúa ngày xưa ấy. Nhưng mà cái lâu đài này mình cứ gọi nó là lâu đài đi các bạn ạ, bởi vì nó cũng được xây và thiết kế là rất là lâu đời rồi, và cũng chính là từ những cái bàn tay của người dân Bắc Hà góp công vào đây để xây dựng nên cái ngôi lâu đài này các bạn ạ. Thì hôm nay mình cũng có mặt ở nơi đây và mình muốn đi ghi hình ở cái khu vực của ngôi nhà của Hoàng A Tưởng này để truyền tải cho tất cả quý vị ở nơi xa cũng như là ở khắp mọi miền đất nước ấy, được biết đến một cái ngôi lâu đài này và vị Hoàng A Tưởng các bạn nhé. Cái lâu đài này thì nó cũng có từ rất là lâu đời, có từ thời Pháp thuộc theo như mình được biết, người dân ở đây họ kể lại và một số bên các bạn bên thông tin văn hóa thì được xây dựng từ những cái năm Pháp thuộc. Và cái ngôi nhà mình có thể là gọi là lâu đài các bạn, ở trong này cũng toàn bộ là do những cái công sức của người dân Bắc Hà ở nơi đây họ góp công để xây dựng nên cái ngôi nhà cổ đại này các bạn. Ở đây thì bên văn hóa cũng như là người dân Bắc Hà họ trưng bày rất là nhiều những cái sản phẩm của người đồng bào dân tộc các bạn. Và đây thì chủ yếu là những cái đồ sản phẩm mà chính ra là ở vị Hoàng A Tưởng này là người dân tộc Tày đấy. Có phải là vị Hoàng A Tưởng người dân tộc Tày chú nhỉ? Đấy. Thì những cái sản phẩm ở đây á, người bên bộ văn hóa của Bắc Hà cũng như là người dân họ có những cái sản phẩm kiểu như là hàng thô, hàng thổ cẩm, rồi những cái hàng của người dân tộc ấy, người ta trưng bày trong này rất là nhiều. Và cái này thì người ta cũng có thể là bán luôn cho các du khách đến nơi đây để tham quan. Ở trên này nó có nhiều những cái đồ lạ lắm các bạn. Đây như các bạn xem, đây là ví dụ như cái bát này, đây là những cái bát làm bằng gáo dừa các bạn nhé. Đây là những cái bát làm bằng gáo dừa này, được người dân tộc họ thiết kế những cái hoa văn, họ làm nó rất là đẹp luôn đấy. Đây ví dụ như các bạn xem này, cái hình cái bát này thì các bạn xem là những cái kiểu như là những cái hình vẩy vẩy này, nó là làm toàn bộ nó làm một kiểu như là thủ công ấy các bạn. Đây ở bên dưới các bạn, đây thì là chính là những cái bộ trang phục của người Mông này các bạn này. Còn phía bên trên kia thì cũng có rất là nhiều những bộ trang phục của người đồng bào dân tộc ấy. Đây ví dụ như là đây cái người Tày là cái có cái ai xanh như đấy chị. Đấy còn cái này là của người gì, người Dao à? Thế còn hai cái này của người Nùng luôn à? Cái bộ đen đen này người Nùng ấy đúng không? Đấy, còn cái bộ bên cạnh thì là của người Mông à? Thế còn cái bộ đỏ này là của người cái này cũng không biết, là bởi vì là cũng rất là nhiều những cái bộ ấy. Cái bộ đỏ đỏ này là của người dân tộc gì chú nhỉ? Cái bộ ấy, đỏ này, dân tộc Bà Thẻn đấy. Bà Thẻn đấy là chú. À, đây là cái bộ trang phục của người dân tộc Bà Thẻn các bạn này. Mình cũng thấy bởi vì trong này người ta cũng trưng bày rất là nhiều những cái bộ trang phục của người dân tộc ấy. Mình chưa biết hết được ấy. Vì là dân tộc Việt Nam chúng ta thì có nhiều những cái dân tộc hay lắm các bạn. Còn bên này thì cũng là rất là nhiều những cái hàng thổ cẩm. Đây ví dụ như là các bạn xem, đây là những cái máy, chính là cái máy dệt thổ cẩm ấy. Cái này là dệt thủ công nữa các bạn. Những cái sợi tơ, sợi len các thứ đây này là người ta sẽ làm bằng cái máy này đấy. Nhưng cái này thì bây giờ ở trong này người ta cũng sẽ lưu giữ lại và làm đó là những cái trưng bày, những cái giới thiệu về những cái sản phẩm của người dân tộc. Ở đây bên đây thì có rất là nhiều những cái loại mũ. Những cái mũ này thì cũng toàn là bộ được dệt bằng thủ công hết. Toàn bộ là những cái đồ của người dân tộc luôn các bạn. Đây là những cái bức ảnh giới thiệu về quê hương đất Bắc Hà các bạn nhé. Đây một cái ảnh tổng thể của quê hương đất Bắc Hà chúng ta, đó là nhà Hoàng A Tưởng đấy các bạn.
Đây mình giới thiệu thêm cho các bạn biết là đây là chính là những cái bức tranh treo tường của người dân tộc ấy. Họ dệt bằng những cái sợi dây, dệt bằng cái máy dệt thô bên kia các bạn nhỉ. Đấy, đây chính là những cái bức tranh treo tường của người dân tộc các bạn. Nó có rất là nhiều những cái nét đặc trưng mang đậm tính chất của người dân tộc, rất là hay các bạn nhé. Còn xe bên này thì có một số thêm những cái túi đeo, túi sách của cũng là đây là người ta cũng dệt bằng cái máy dệt thủ công như thế đúng không? Ở đây này các bạn này, đây cái bức tranh này chính là cái bức tranh mà người ta dệt bằng những cái sợi dây ấy. Tôi sẽ làm thủ công lên như này, sau đó là sẽ cho vào khung rất là đẹp hơn. Đây, những cái bức tranh trên này các bạn xem này. Những bức tranh này khi người ta đóng vào khung ấy, người ta có thể là bán cho khách du lịch ở khắp nơi. Người ta về treo ở nhà rồi trang trí các thứ ấy, rất là đẹp. Đây chính là những cái loại gạch mà ngày xưa người bà con dân tộc người ta dùng những cái viên gạch như thế này để xây lên cái ngôi dinh, cái ngôi lâu đài này các bạn ạ. Đây chính là những viên gạch này đây. Đây là ngói này các bạn ạ. Bây giờ thì được những văn hóa người ta cũng sưu tầm ở đây để trưng bày và giới thiệu về những cái chất liệu để làm nên cái ngôi nhà đấy. Ở phía bên này thì mình quan sát thấy là cũng có rất là nhiều những cái đồ đặc sản của người dân tộc. Đây như các bạn xem bên đây là những chính là những cái hạt gạo, cũng là hạt đỗ rồi là hạt bí này, tất cả những cái đồ của người dân tộc mà họ làm ở trên nương ấy, thì họ cũng phải đem vào đây để mà thứ nhất là để giới thiệu cho khách du quan ở thập phương và cũng để bán cho mọi người mua, có thể mỗi người mua một ít về để thưởng thức ấy. Đấy, những cái đồ này thì là đặc sản là đồ quê hương rồi. Còn đây là những cái đồ của người dân tộc Mông. Những cái này là những cái gọi là cây xin tiền này các bạn này. Những cái các bạn đã xem lên có những cái kiểu như là cái đồng tiền xu ấy. Đây, cái kiểu như là đồng tiền xu này, sau đó là người ta làm một cái cây như này. Thường thường người ta sẽ dùng những cái cây xin tiền này để đi múa ở trong những các lễ hội các thứ ấy các bạn. Đây là những cây tiêu, cây sáo, thứ của người dân tộc đúng không? Còn đây thì là những cái bình rượu, những cái can rượu. Những bình rượu, can rượu đặc sản của quê hương Bắc Hà đấy các bạn. Rượu ngô Bắc Hà rồi là rất là nhiều những cái loại rượu của người ta, người dân tộc đây, đồng bào đây người ta nấu rượu tự nhiên ấy. Sau đó là ta sẽ cho vào những cái bình nhỏ nhỏ này để giới thiệu những sản phẩm. Còn đây là thịt trâu treo móc bếp các bạn. Và những là cái món gọi là hương vị quê hương của đồng bào dân tộc các bạn.
bên dưới này là những cái chai mật ong rừng ấy các bạn ạ. Đây người ta cũng là trưng bày và bán luôn ấy, thì người ta cũng phải dán tem mác vào để nói về cái thương hiệu của người dân Bắc Hải các bạn. Đấy, mật ong nguyên chất luôn các bạn nhá, mật ong ngon xịn luôn này. Các bạn có thể là phân biệt được là khi cái chai mật ong này nó là hàng thần nguyên chất hay không, thì khi mà lạnh nó sẽ khô lại này. Các bạn xem này. Đấy. Nó khô lại đây này. Mật ong nó rất là chuẩn, nó như thế này. Nếu như mà mật ong này như hàng pha đường các thứ ấy thì nó sẽ không khô này đâu, mà nó cũng trong suốt rồi. Đấy, gần đây là chẩm chéo này các bạn này. À, các bạn mà đi lên đến các tỉnh phía Tây Bắc thì cũng không thể thiếu cái món chẩm chéo này khi chúng ta ăn những cái bữa cơm hay là ăn chấm này những cái gì ấy. Món chẩm chéo này thì nó rất là ngon, đặc biệt là ở đất Bắc Hà này các bạn có thể là ăn thêm ăn cùng với cả một số những cái món đồ luộc ấy, chấm rất là ngon các bạn nhá. Còn phía bên này thì tất cả là các cái vị thuốc nam của người dân tộc thì đều được người dân tộc họ sẽ trưng bày sang bên này để giới thiệu cho các du khách ở khắp nơi về đây tham quan du lịch. Đấy. Thì mỗi một cái vị thuốc thì nó sẽ có một cái công dụng khác nhau nhé. Nhưng mà toàn bộ về những cái sản phẩm về thuốc nam này thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe luôn đấy. Ở đây mình quan sát thấy là cũng một số những cái đồ kiểu như là đây nó gọi là cái trống ấy các bạn. Đây á, đây nó kiểu như là cái trống ấy. Cái trống ở của người dân tộc ấy, họ làm những cái trống, cái khèn này. Đấy, từ và ướt, đây là những cái đồ kiểu đồ nhập cụ dân tộc ấy. Đấy, nó rất là đặc biệt các bạn nhá. Cái này thì ngày xưa kiểu như là người ta sẽ dùng cái này thay vì những bây giờ là người ta sẽ dùng những cái đồ về nhạc hiện đại hơn rồi. Nên những đồ ngày xưa, tất cả là những cái đồ cổ ngày xưa thì sẽ được trưng bày tất ở đây các bạn. Tất cả ở đây đều trưng bày hết này, giới thiệu về tất cả những cái đồ dùng hay là mọi thứ là của người dân tộc sẽ được giới thiệu ở đây nhá. Bên dưới này thì có những con dao mèo, dao thái rồi vân rất là nhiều. Ở bên này mình quan sát thấy thì có những cái máy dệt, máy may của các cái thời ngày xưa ấy mà. Đây là toàn những cái máy ấy, kiểu những máy dệt thủ công ấy, tất cả may thủ công các thứ thì cũng đã được người ta trưng bày ra đây rồi các bạn này. Nó còn rất là cũ rồi, cũ rồi các bạn nhé. Đây chính là những cái máy máy dệt ngày xưa của người dân tộc các bạn này. Ở khu vực bên này thì mình cũng quan sát thấy là người dân tộc là họ đang nấu những cái nồi rượu ngô, chính là rượu ngô Bắc Hà đấy. Thì đây chính là những cái nồi rượu ngô mà người dân tộc họ nấu để phục vụ cho du khách thập phương về đây tham quan du lịch và đã được thưởng thức những món rượu ngô các bạn. Cách nấu của người ta thì người ta sẽ làm kiểu như này các bạn nhé. Ở bên trong là mình ở đây mình đặt thấy mùi ngô luôn đấy các bạn. Rượu này thì uống thì nó phê lắm ấy. Người ta đổ xong người ta mới bắt đầu nấu. Đây thì mới là mấy cái quá trình ban đầu thôi. Đây là quá trình ban đầu thôi chứ. Mấy đang ủ ngô như thế này để nấu thành rượu thì phải ủ như thế này đã chứ. Ông đoạn mới cho men vào ủ thêm. Cho men mà, cho men mà. Vài lần thì mới đem ra nấu chứ. Đây là mấy cái quá trình ban đầu người ta ủ đấy. Ta ủ cho là người ta cho men vào ủ sau quá trình 3-4 ngày sau đó là người ta sẽ đem ra để nấu thành những cái ly rượu ngô mà chúng ta đã được thưởng thức ở trên đất Bắc Hà ấy các bạn. Đây chính là những cái bắp ngô mà người dân tộc họ cấy ở trên nương ấy, sau đó là người ta lấy về để ủ men như cái đoạn trước các bạn xem ấy, để làm nên được những cái bình rượu ngô như thế này các bạn này. Sau đó người ta nấu người ta sẽ ủ một bình như thế này nhé, xong là chung như thế này này thì rượu ngô uống rất là êm, nó không bị đau đầu. Với nữa là nó có một cái vị thơm ấy, rất là đặc biệt theo cái kiểu như là men lá của rượu ngô các bạn. Đấy, cái rượu ngô Bắc Hà này thì rất là tuyệt vời.
Bác nào uống rượu thì lên Đất Bắc Hà nhớ mua một vài chục lít về để tiếp khách rồi để anh em bạn bè thưởng thức nhé. Và cái đoạn mình quay về cái nơi ủ men, ủ ngô ấy các bạn, ủ ngô, ủ men để nấu thành những cái ly rượu ngô hay là những cái can rượu ngô của người Bắc Hà ấy, thì chắc là cũng sẽ là đoạn video cuối cùng trong clip này rồi. Thì chắc là mình cũng xin được phép kết thúc cái video này tại đây các bạn nhé. Thì là tất cả trong khu vực lâu đài của ông vua mèo Hoàng A Tưởng có những cái món đặc biệt gì, những cái mặt hàng trưng bày về người dân tộc, mọi thứ ở đây thì mình cũng đã ghi hình tất cả trong cái đoạn clip này rồi. Bây giờ thì chắc là mình xin phép được kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.